nước rồi. À, đó. Rửa xong là nó trắng như ngọc trinh như này, còn con số này thì lấy bàn gãy chi tiết đánh kỹ lại nha. Các bạn thấy trước và sau không? Rửa dày êm không? Đó. Tôi chắc chắn rằng ai đang sử dụng xe mà thấy xe của mình được rửa như thế này thì nó tuyệt vời lắm. Đó. Rồi, xin chào các bạn, mình là Quốc Vinh và rất vui được gặp lại các bạn trong những cái chuyên mục về sửa chữa xe ô tô của Quốc Vinh và chia sẻ về những cái dòng xe. Và đặc biệt cái vị khách ngày hôm nay vẫn chính là Honda Accord, nhưng ngày hôm nay có một cái việc đặc biệt là Vinh nhận sửa cho một người bạn mới vừa quen thôi ở trong hội Honda Accord 8X9X hay hội ở đây ha. Các anh em nào mà cũng đang chơi cái dòng xe Honda Accord này mà ở cái thế hệ năm tám mấy tới năm chín mấy tới năm 2000 á, thì các anh cứ vào cái page Vinh để ở đây, Vinh để tên page, các anh có thể lên Facebook và tìm đúng cái tên đó thì nó sẽ ra thôi. Hoặc là nếu muốn tìm đường link thì link Vinh để dưới, các bạn xuống cái phần nội dung ở bên dưới ha, nhớ là để lại bình luận, đặt câu hỏi. Nếu mà các bạn không có tìm được cái cách vào group thì cứ để lại bình luận cho Vinh, Vinh sẽ hỗ trợ. Rồi, thì ngay hôm nay các bạn sẽ cùng Vinh đi tham khảo một cái quy trình kiểm tra một chiếc xe khi đem tới gara bên Vinh, và cái bắt bệnh chiếc xe, đặc biệt là nhân vật chính Honda Accord năm 1991 này như thế nào, và chiếc xe của chúng ta đang bị những cái gì. Nghe nói là xe của bạn này trước khi tới bên gara bên Vinh á thì chạy nó rất là kêu, chạy cái lọc cọc, nói chung là nó không có chắc ở dưới phần gầm là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, xe nổ lên chỉ nghe tiếng máy rất là lớn mà đạp nó không có vô nhanh, đạp nó bị rơ là cái thứ hai. Và cái thứ ba á, thì về routine thước lái nó cũng hơi lỏng lẻo. Đó, ba cái mà cảm nhận được của các bạn nó khi đem xe tới thì nó như thế nào, hãy cùng Vinh tìm hiểu trong video ngày hôm nay và tham khảo các mức chi phí nha. Xin chào. Đó là chiếc Honda Accord 1991. Mình sẽ coi vòng quanh xe trước nha. Nó thật sự là xe của bạn này rất là keng và mới về bên ngoài á, về ngoại thất. Cái màu này cũng rất là ưng nè, màu này là màu vàng cát, màu rất là ưng. Bản này là bản ESR nha, thế hệ 1991 ESR này thì theo như mình nhớ cũng là động cơ 2.2 và đã sử dụng công nghệ PGM F1 rồi, phun xăng điện tử. Đó, bên ngoài xe nè, phải nói là xe rất là keng. Ngoài những cái dấu này thì mình đâu có nói chi, xe rất là keng, có lip body cản trước luôn nè. Đó, cái này là cái lip body nha, chứ không phải là hạ cản nha. Còn các bạn hạ cản thì nó sẽ khác nữa. Đối với cái độ thẩm mỹ mà dành cho những anh em nào chơi xe kiểu đẹp đẹp thôi thì cái lip body như thế này là rất là ok này. Đó, các bạn có thể tham khảo, coi những cái mẫu anh em làm. Đó, có lip body, lip cản, lip body là cái này nè, mình nói nhầm, lip body này đó, lip body này thì chiếc 93 của mình cũng có lip cản sau nè. Đó, ba cái phần này thì các bạn có thể đặt mua hàng zin luôn ở trên eBay á, cũng có nữa chứ không cần thiết. Còn chừng nào các bạn hạ cản thì các bạn hãy tìm tới Vinh, Vinh sẽ đổi nhựa hạ cản. Còn lip body này là nó sẽ làm cho xe chúng ta viền chắc chắn hơn. Rồi, dàn đèn cũng là một thứ mình rất ấn tượng nè. Cái dàn đèn em này là còn keng quá trời nha, xe rất là đẹp đó. Theo như bạn chia sẻ thì chiếc xe này bạn mua của hàng xóm, mà hàng xóm thì chắc dễ rồi, hàng xóm thì chuyển qua ngay lập tức, mà xe cộ thì nó keng quá. Xe có phim cách nhiệt nè, đó, dán rất là đủ kiến lớn nha. Rồi, cái kiến chiếu hậu thì ở bên đây mình không thấy, nhưng bên kia mình thấy có một cái logo nó rất là hay. Đây, cái kiểu kiến chiếu hậu mà còn cái logo này nè. Đó, đồ thửa riêng đó, đồ zin đó. Rồi, xe có sunroof nha, bạn rất thích cái sunroof này. Rồi, coi sơ nội thất nha. Bộ nội thất thì thật sự anh chủ xe này anh làm nó rất là keng và rất là đẹp.
Nhìn năm mới mình sẽ review nhanh cho các bạn coi thôi. Công tắc điện cửa rồi là êm. Rồi nguyên nội thất trong này. Đó. Rồi đầu CVC lên luôn rồi nè. USB. Đầu sạc này nọ kia. Và đời 91 này vẫn xài cái vô lăng cái thế hệ này nè, vinh cưng cái vô lăng này lắm. Nhìn nó thể thao. Rồi anh may ghế kỹ tới mức mà anh lên luôn có cái bộ áo cho ghế này. Ghế này có cái bộ áo. Đó, bộ áo này ngồi ngoài nó mát mẻ hơn, vệ sinh cũng dễ dàng hơn, nhìn như là ghế Maybach của Mercedes. Đó, cần số, khu vực bên trong xe như thế này. Rồi, qua đây coi cái đồng hồ. Đó, đồng hồ zin của xe 1991 này, như thế này. 991 là đã có cruise control rồi nha. Đây, dành cho các bạn nào chưa thấy, mình quay vô cho cruise control. Rồi, bộ công tắc bên cửa. Xe này về nội thất là nhìn rất là ưng mắt luôn. Nội thất không có gì chê luôn á. Trần là trần zin luôn á. Đây là trần zin nè. Rồi, sunroof, cửa sổ trời. Review nhanh cho các bạn thôi. Đó, những cái lông lông này vẫn còn zin của xe luôn nè. Chỉ có thay cái bộ da ghế rồi. Và kể cả phải nói là lót sàn, lót thảm, lót chân rồi, chống bụi rồi, anh làm rất là kỹ. Nó là xe bạn này đi là nó đầu tư có một sự thẩm mỹ cao, mặc dù cũng lâu rồi đó. Đây da ghế các bạn có thể nhìn thì có thể là lâu rồi, nó mục rách xíu, nhưng có gì đâu, bình thường mà. Trần nè, thấy không đó, nhưng có điều là tất cả còn keng còn zin là êm rồi. Da ghế này phải thay theo 5 tháng ngồi nó hao mòn rồi. Đó là tất cả những cái gì mà khi mà đập vào mắt chúng ta thấy các bạn xe ha. Bây giờ đi coi tới cái máy. Thì như Vinh đã nói ở cái phần giới thiệu thì cái bạn chủ của cái xe Honda Accord đời 1991 này, khi mà gửi ở gara Vinh thì bạn nói là xe đầu tiên, hiện tượng đầu tiên nha, hiện tượng đầu tiên là xe nghe tiếng máy rất là lớn, chạy nó uống xăng. Hai cái hiện tượng này mình sẽ kiểm tra như thế này, mình sẽ coi hộp số. Tại vì thường á, hiện tượng nó xảy ra, một là canh chỉnh bát phun hay là cái gì đó. Hai, bát phun canh chỉnh không có vấn đề gì, Vinh ghim máy test vô là Vinh phát hiện nó không có lỗi lầm gì ở cái bát phun đó, cũng như là kim phun nó bình thường. Thì hai, nguy cơ rất cao thì anh này anh hết bố Ambria. Nôm na là bố ly hợp ấy, dành cho các bạn nào sẽ không có rành cái từ Ambria. Thì bố ly hợp, nôm na là một là nó hết bố, hai là do cái bố nó cũng cũ quá rồi. Đó. Thì ngay lập tức Vinh cho thợ hạ cái hộp số xuống để coi cái bố ly hợp. Và đây là cái bố ly hợp của chúng ta này. Đó. Tiêu. Đây nha. Tiêu tùng rồi. Đấy. Thì khi gỡ ra thì như thế này. Và chắc chắn là chúng ta ép bố lại rồi. Ép bố lại là chắc chắn không còn cái vụ mà khó kêu. Tại vì khi các bạn nổ cái máy xe, mình nghe cái tiếng máy xe thôi là mình có thể, những ai ví dụ như nhà Vinh hoặc là Vinh á, mình nghe cái tiếng máy xe là mình đã biết được cái xe nó có bị rơ cái bố ly hợp hay không rồi. Đó. Đây, nguyên bộ tháo ra. Rồi đang cho rửa nhớt. Cho sạch cái hộp số ra. Đó. Hộp số của chiếc xe 91 ha. Tại vì mình phải ra cái hộp số thì mình mới thay được cái mặt máy bánh trơn. Rồi, sạch rửa thôi. Rồi chà nhớ xong các bạn coi nè. Không mà xíu nữa là rửa lại bằng hóa chất nữa là nó mới trắng bóc như mới được. Xíu nữa mình rửa xong rồi mình sẽ quay lại cho các bạn xem cái hộp số này. Tháo ra thì sẵn tháo ra thì đương nhiên quy trình chuẩn của bên Vinh á, cái này mình không có tính tiền thêm các bạn đâu. Quy trình chuẩn thì cái hộp số là cái mà cũng ít khi mà có việc chúng ta sẽ tháo ra, nên là tháo ra xong thì rửa ráy cho nó sạch sẽ. Đó, cập nhật lại cái hộp số nè. Chúng ta hồi nãy các bạn đã coi thấy cái cảnh rửa rồi đó. Thì đây là đang là cái phần ngâm hóa chất.
mình chét hóa chất lên và mình để đó cho hóa chất nó ngấm. Nó ngấm một xíu và mình xịt là nó trắng bốc. Chắc chắn là có axit, nhưng mà axit nó ít thôi, chứ không thôi nó ăn đen luôn cái nhôm á. Đó. Rồi bên nhà Vinh đang rửa hóa chất cái hộp số xe Honda Accord của cái anh bạn ở trong hội Accord đem tới với gara Vinh làm nha. Thì với cái hóa chất này nó cũng khá là đặc biệt. Mình chà vô á, là mình để nó một hồi sau là tự động nó trắng, là và công thức này là công thức gia truyền của gara mà. Rồi đây là vệ sinh nè, thấy không các bạn, thấy chà ra là nó đỏ dơ lên rất là nhiều, và khi Vinh chà xong là nó trắng bốc luôn á, chứ mình không phải là chà ấy không đâu. Rồi để cho anh thợ làm nha. Rồi xong hạ cam số xuống thì nó lại ra khá các vấn đề. Đây là cái khoang máy của xe của các bạn khách hàng của Vinh, bởi 1991, công nghệ PCM FI nha. Đó, động cơ 2.2. Rồi tháo ráp ra nó như thế này, mình nhìn ở bên trong này. Nhìn trong xe này bị chảy nhớt nữa, nhiều nhớt, lâu nhiều nhớt. Thì cái này thợ thầy Vinh đang kiểm tra. Rồi, nhiều nhớt ha. Đó, mình sửa xe là mình sửa nó chi tiết và nó như vậy, chứ không phải là sửa cho các bạn cái này, nhưng mà có những cái nào đó mà cần thiết mà các bạn phải thay thế hoặc sửa chữa thì bên Vinh cũng sẽ báo luôn. Nếu các bạn có thời gian làm thì cứ lâu bỏ qua, họ làm từ từ từng món, chứ không phải làm lần chi cho nó quá nhiều tiền. Nó cũng khá khó khăn trong cái mùa dịch này. Rồi thì câu chuyện nó dừng lại ở cái chỗ là cái hộp số là xong. Bây giờ thay bố ép bây giờ lại xong lắp vào để đảm bảo em ru. Rồi cái hiện tượng thứ hai bạn nó nói á, nó chạy ở dưới gầm nó cái cụp. Rồi cụp thì nó cũng khá là nhiều hướng. Thì con gì vật gì rớt vô gầm, hay là nhiều khi là lỏng cao su, hay là lỏng trứng, lỏng protein, rất nhiều thứ nó có thể xuất hiện ở phần gầm của bạn khi mà xe chúng ta trong cái quá trình vận hành lâu năm chúng ta không có kiểm tra. Và sau khi mà bên Vinh á gỡ ra kiểm tra rồi thì nó lòi ra cái vấn đề này. Cái cao su chữ A cũng mòn, cái vị trí bên trong protein lái cũng lỏng, và các vị trí cao su ở bên trong khu này nói chung là cũng lâu lắm rồi, bạn chưa có làm. Nói chung từ lúc bạn lấy xe từ cái người chủ mới gần hàng xóm mà bán qua lại cho bạn á, thì bạn chưa có kiểm tra, thì Vinh cũng sẵn dịp này Vinh mở ra hết và Vinh xét lại cho bạn ấy luôn. Thì xe này sẽ còn phải quay lại đây một đợt nữa để chúng ta làm những cái protein lái, protein thước cao su, hay là những cái thứ gì nằm ở dưới khu vực này thì chúng ta sẽ phải xét lại và làm. Vinh quay cận cảnh những cái quy trình làm như thế này. Đó. Và cái vấn đề thứ ba của chiếc xe này á là về protein thước lái thì xong rồi, thì gỡ ra kiểm tra thì chỗ này có thể là khi mà vào lại thì bôi dầu bôi mỡ cho nó kỹ càng đầy đủ hết cho bạn là xong. Khoan, trước khi kết thúc video á thì Vinh up luôn vô cái buổi chiều có nghĩa là gì, hồi nãy giờ từ đầu các bạn đã coi được quy trình Vinh làm xe, check bệnh, đánh giá xe. Thì trước khi mà đến với phần kết thúc video á, Vinh cho các bạn xem. Đây, đầu tiên nha. Trời ơi, nó máy tinh nè, ron cao su nó chuẩn chỉ cho. Đó. Cái này nó lỏng là nó cụp nè, và các bạn đánh lái nó cũng không có tốt. Đó, hộp số vô y nguyên hết rồi, nó khác với hồi trưa rồi đúng không? Đây. Kiểm tra xong thì mới phát hiện ra là trong cái hộp số của cái xe của cái sư huynh này á, nó không còn miếng nhớt luôn, khô queo luôn. Rồi đây là cái hộp số nè, nó bắt lên là khu vực này. Gầm xe này cũng còn rất là ổn. Đó, thợ đang lắp vô hết tất cả cái chi tiết. Rồi, chuẩn bị bàn giao thôi, đâu còn gì nữa đâu. Ủa đầu protein bên đây chưa bắt vô không? Rồi
nhanh gọn lẹ. Hồi nãy cái hộp số nó hết nhớ luôn hả? Ủa vậy là lâu quá không thay nhớ hộp số hay sao ta? Khô quá hả? Đó, sau khi sửa xong cái xe này thì có nhiều cái mà các bác cũng phải nên lưu ý ha, nhớ cầu nhớ hộp số, chứ không phải chỉ có nhớ máy không đâu. Chúng ta phải kỹ càng xíu nha, thấy không? Vậy cái đầu là nó bén ngót, chạy nó không có sợ nữa. Đằng sau này chắc xíu nữa mình sẽ thay dùng. Ok ok. Rồi, chiếc xe chúng ta xong rồi. Bây giờ đến với phần kết thúc video nào. Dòng thời gian của cái video này hơi ngược nha. Hơi ngược là chỗ này. Lúc đầu Vinh review là lúc Vinh nhận xe, nhưng mà này là tới chiều Vinh mới cập nhật lại tiếp. Nhưng Vinh ghép vô clip cho nó phù hợp. Rồi, chào các bạn. Đến với phần kết thúc video nào. Rồi, kiểm tra luôn cao su xương lốc chữ A 5C ha. Cớ phía sau này, dàn khung khí của xe này cũng còn khá là ngon á. Còn mục hay không mục này không phải là xe để bán, cũng không phải là xe để cho Vinh độ, nên là đây là xe của khách nên Vinh quay cho các bạn xem xe thôi. Nhưng mà nhìn là yêu rồi, nhìn không có một cái dấu gì hết là nó yêu thương thôi rồi luôn. Chiếc xe này mà nếu mà sau này bạn nào mà có bán chắc là mình sẽ yêu cầu bạn lên hội giới thiệu lại cho anh em quá. Thì trong quá trình coi video thì các bạn nếu mà có những cái thắc mắc gì dính dáng tới những cái nội dung này, hoặc là nhiều cái nội dung khác mà đang xảy ra, không chỉ riêng Á Cọt đâu, mà các dòng xe cũ mà các bạn đang sử dụng mà có dính tới những cái này, thì bên nhà Vinh đều có thể hỗ trợ và sửa chữa cho các bạn. Đèn cũng còn khá là can mới, đánh bóng là ngon lành thôi. Rất thích những cái chi tiết như thế này nha. Nhìn nó có một cái gì đó nó rất là zin và nó chuyên nghiệp trên xe. Đó. Rồi, đây là video nói về việc mà hôm nay Vinh nhận sửa một chiếc xe Honda Accord, một chiếc 91 của một bạn trên hội Honda Accord 89X, là các thế hệ 80, đời 80 mấy và đời 90 mấy. Thì hình ảnh của các group Facebook mà Vinh đang sinh hoạt nó nằm ở đây, và đường link Vinh sẽ để bên dưới cái phần nội dung giới thiệu. Thì bạn nào cần hỗ trợ về thông tin về xe, cũng như về độ xe, về nâng cấp xe, về sửa xe, thì có thể liên hệ với Vinh qua cái số điện thoại Vinh để vị trí này của video ha. Thì Vinh sẽ luôn hỗ trợ các bạn, và Vinh có cả xe sửa chữa lưu động nếu các bạn cần. Gặp trường hợp khó khăn ở đâu đó, nằm đường, ban đường gì đó, thì các bạn cứ gọi số hotline mình để ở bên phía dưới video này. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Và khi mà rửa ráy xong, lắp ráp vào toàn bộ, thì Vinh sẽ làm thêm một cái phần cuối của cái video này nữa để cho các bạn coi luôn, thì khi ráp vào và hoàn thiện cái xe nó như thế nào. Chiếc xe này Vinh sẽ rửa khoảng hết ngày hôm nay là xong hộp số rồi. Ngày mai bạn ấy lấy về bạn ấy đi. Thì để mùa dịch này thì cũng đang đợi một xíu thời gian cho nó rảnh rỗi. Tại vì bạn này cũng làm một số cái công tác nó hỗ trợ bên nhà nước mình để chống dịch, nên là rất quý những anh em như thế này. Nhanh chóng sửa cho xong chiếc xe này cho bạn đó đi hỗ trợ cũng như là đi làm việc. Và mong là sau khi xong cái xe thì bạn đó nói thì bạn sẽ sắp xếp thời gian qua làm cho nó xong, nó ngon lành hết luôn. Thì đó là tất cả những cái gì trong video ngày hôm nay. Sẽ cập nhật tiếp những chiếc xe, những cái anh em khác khi mà tới sửa chữa bên Vinh sẽ quay cho anh em xem. Và những ai đang có những cái khó khăn, những cái hư hỏng, những cái trục trặc giống như những cái bạn mà Vinh quay, đừng ngại gọi cho Vinh. Vinh có thể tư vấn cho các bạn, chứ không cần thiết là khi gọi cho Vinh là phải đến chỗ Vinh sửa đâu. Không có. Chúng ta cùng nhau chia sẻ tới những cái nào khó quá các bạn không còn làm được nữa, các bạn cần thợ, cần gara, cần những cái người hiểu những cái dòng xe này, thì các bạn đừng quên Quốc Vinh là được rồi. Rồi, rất cảm ơn và mong là hội Honda Accord của chúng ta ngày càng đông vui, cũng như là càng có nhiều thông tin bổ ích cho anh em. Nhân tiện đây thì mình cũng sẽ nói thì cái chiếc xe 1988 của mình sắp xong rồi. Nên là sẽ sớm ra mắt các bạn chiếc xe này. Chiếc 93 thì tạm thời đang ngưng lại xíu ha. Dạo này cũng khá là nhiều xe, nên là cũng đang chạy quá giờ chạy luôn. Mong là các bạn đừng giận Vinh và hãy cố gắng chờ đợi giúp Vinh nhé. Rồi, cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên thích cũng như bình luận ủng hộ cho Vinh cho những cái video tiếp theo nha. Xin chào.